Đây nè cô chú ơi, cháy mâm mâm không? Tóc đâu? Tóc đâu? Tóc đâu? Tóc 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 đâu? Bụng đâu? Bụng đâu? Bụng đâu? Bụng đó ra hả? Tay đâu? Chân hả? Tay đâu? Tay đâu? Giơ tay lên! Bây giờ ăn gì nè? Bây giờ cô chú nghe hỏi là biết ăn gì cha. Cô chú bây giờ nó muốn ăn con tôm nè cô chú, con cua nè cô chú ơi. Rồi ăn đi. Đó, ăn đi, ăn cho cô chú coi đi, ăn đi. Ui đất ơi, ngon chưa? Ui trời đất ơi. Ui trời ơi. Ngon không? Ngon. Ăn không? Ui trời trời trời, con đánh tôm rớt, đánh tôm rớt. Thì mẹ mở tôm, mẹ đánh cua rớt, để mẹ mở cua cho con ăn nha. Đây nè, ăn cua là mình phải làm như vậy nè. Cái con này là mình không ăn được cái vỏ ngoài, mình phải bẻ ra. Đó. Bẻ cái vỏ ngoài ra, thấy chưa? Rồi đó, mình quýnh cho bây giờ. Đây nè, rồi ăn đi. Đó, ăn đi. Chút làm thèm khác, kiểu thèm khác. Đó, con ăn kìa. Đó, ngon ghê chưa? Để mình bẻ thêm ra nha. Nói cô chú ơi, cô chú thấy chay sướng chưa? Hôm nay chay được ăn cua. Nè, ăn hết luôn nè. Rồi nè, rồi được rồi, hết rồi. À mẹ, giỏi. Nghe mày bẻ tới phần này nha. Ui trời ơi, cái con này mà nói mà dùng răng mà cắn, nó không biết cắn đường nào luôn, nó cứng ông nội ơi, nó cứng. Đó, ăn lẹ đấy, ăn từ từ thôi nha con. Thì mẹ gỡ thịt đây cho con nha. Ngon quá. Trời ơi nó vui kìa. Nó vui, nó nhảy chân sáo kìa cô chú kìa. Đó, đó. Nè. Nhai nuốt đàng hoàng chứ không có nhả ra nha. Đó, 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 đó. Mẹ mới nói đó thì. Tại sao nhả? Rồi nó nhả nó bốc miếng mới coi được đời không. Nè ăn càng không? Ăn càng không? Ăn không? Thương mẹ để đâu? Nói mẹ nghe chơi coi thương mẹ để đâu? Tự nhiên hỏi thương mẹ để đâu phát ha ha ha. Có ai kêu úp mình vô mau đâu kêu ha ha ha. Hả? Cái gì con muốn ăn gì? Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Biết hết rồi, đừng nói tới. Đừng nói tới. Đang đói bụng phải không? Đang đói bụng phải không? Wow. Ủa, quên vô mau. Ha, ha, ha. Nè nè, có ăn này không? Đó, ăn đây. Trời ơi, trời ơi, trời. Quýn vô nó, quýn ghê. Ủa, trời trời trời. Đây nè, Hải nhả đây coi. Ăn được cái gì rồi? Không nhả hai cho mẹ ăn miếng coi. Ngon quá à. Thôi để mẹ ăn này ra, thương luôn rồi. Con ăn cái này ha, con nhai cái này. Cái này nó con nhai trúng cái này không tốt nè. Để mẹ. Ồ, con nó nhai nuốt rồi, nó nuốt kìa cô chú ơi. Nè. Thôi, ăn từ từ thôi. Nhai nuốt đi mẹ cho, nuốt đi. Nuốt đi mẹ cho. Đúng rồi, ngon quá, thấy chưa? Ngon quá. Đó, cô chú coi chạy ăn cái đó, cô chú coi chạy ăn ồ nhảy rồi nhảy rồi nhảy rồi đó. Đó, ăn ngon là nhảy đó. Con có cho cô chú ăn không? Đúng rồi, giỏi quá. Con của mẹ thật là ngoan phải không? Ốp cho chú cho mẹ không hả? Ôi ngon quá, ngon quá. Con cho là mẹ ăn à. Nữa hả? Nữa hả? Đó, để mẹ ăn mấy cái dở dở, mẹ chừa lại cái ngon cho con nha. Trời ơi, nó cho cô chú ăn nữa kìa. Giỏi quá, trời ơi, chay ăn thịt cua, giỏi quá. Mới mốt mẹ mua cua về, cái mẹ lột qua cho con ăn nha. Ê, 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 đừng có cắn phần đó, cắn phần đó nhả ra. Nè, nhả phần đó. Ủa, cắn phần nào vậy? Đâu cho mẹ hả?
rồi. Ê, không được cắn cái phần đó, con mới được cắn phần đó, con cắn cái phần này coi nè, hiểu mày nói không? Đó, nó bởi vì mẹ mới nói là để mẹ lột cho con ăn chứ con đâu có biết ăn đâu. Con cắn vậy hả, nó dính vô răng con là hư răng luôn á. Mình không có được cắn mấy cái vật cứng này nha con nha. Đó. Hết rồi, hết rồi, cái này hết rồi. Đây nè, thả miệng ra. Thả miệng ra. Ngon, giỏi quá. Đúng. Làm gì. À, đồ ơi. Chú cắn mẹ. Chú cắn mẹ, cắn này, cắn cắn mẹ đâu à. À, cô chú biết sao bữa nay bắt đầu một ngày quá trễ không? Hồi tối này 1 giờ sáng nó mới ngủ. Coi coi chơi được không? Nó chạy vòng vòng nó chơi miết luôn. Nó chơi xong mà cái nó ngủ, ngủ cái 6 giờ sáng nó dậy rồi. Coi chịu đời nổi không? Trời đất ơi, mình đang ngủ nó dậy, nó dậy sao? Nó dậy mình phải dậy. Dậy cái cho nó ăn, nó uống. Dậy giống như buổi sáng đi, cho nó ăn, nó uống. Xong 8 giờ rưỡi hai mẹ con đi ngủ lại. 8 giờ rưỡi sáng hai mẹ con đi ngủ lại cho tới 2 giờ chiều. Rồi dậy, tắm rửa, lo lắng, rửa ráy này kia khác nọ. Bây giờ là ăn uống đồ xong rồi, bây giờ là bắt đầu là 4 giờ chiều đó cô chú. Ai mặc đầm mà đi lên xe kiểu đó không? Hả? Chay, có ai mặc đầm mà đi lên xe kiểu đó không? Để máy lên đi. Mở máy lên đi. Wow, mở máy lên đi con. Thôi đà, kệ đà đi, mở máy lên. Mở máy lên, chạy xe coi mẹ coi coi. Con muốn chở đà với con hả? Rồi, xích ngồi xuống cho đà ngồi xuống. Đó, đà ngồi xuống rồi, đó, ngồi xuống với con nha. Rồi, con đề máy xe đi. Đề máy xe chở đà đi đi. Ừ, đề máy xe chở đà đi đi. Đề máy xe đi con. Đề máy xe đâu? Đó, đồ đà xuống này, mẹ bồng đà xuống, đà dành hết chỗ ngồi đó, giờ đề... Ờ, đọc sách cho đà nghe đi. Để máy xe... Không... hung đà miếng đi, hung đà miếng đi. Trời ơi, giỏi quá. Tóc đà đâu, con chỉ mày coi coi. Á trời, sẽ phun nước miếng đà. Ơi trời. Tóc đà đâu, con chỉ mày coi tóc đà đâu. Đà thôi, con nói đà, đà đâu có tóc đâu. Chân đà đâu, con chỉ mày coi chân đà đâu. Chân đà đâu? Ở dưới đây hả? Thôi mẹ lấy đà ra nha, lấy đà ra cho con dễ ngồi nha. Rồi ngồi đi. Không hả, không hả. Ôi đồ đồ đồ. Ôi, đồ đồ. Rồi đây đà, đây để đà ngồi kế bên nha. Rồi để đà ngồi kế bên với chay nha. Đề máy đi, đề máy đi. Bắt đà đó con. Ừ, bắt đà đó. Làm gì á? Hả? Làm gì á? Baby shark do 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 do. Mommy shark. Hair, shoulder, knees and toes, knees and toes. Hair, shoulder, knees and toes, ears and eyes, and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Làm gì vậy? À, hồi nãy mẹ mới cho con ăn quýt rồi mà. Đây nè, nói chuyện cô chú đi. Nói chuyện cô chú đi ha.
con nói chuyện giống như nó không có mẹ đây đi. Trời ơi, làm gì dơ dữ vậy, trà lên cái bàn xong rồi. Trời ơi, làm gì vậy? Nữa. Làm gì chỗ đó lại hoài vậy? Head shoulder knees and toes hả? Chân con hả? Where's your hair? JD, where's your hair? No. Ồ ồ ồ ồ, không được đụng vô đồ mẹ. Chay à. Chay. Đừng có bài ra cho mẹ nữa mà. Trời đất ơi. Cái xả đó của mẹ đó, đừng. À, cô chú đó thấy nó chưa? Mẹ chưa có làm mà con bẻ ra làm chi sớm vậy? Rồi quay đít lại đây mẹ, con lại cầm cái cây đó mà quất cho con trai cái nè. Lại đây, quay đi, quay đi, quay đi, quay đít lại, đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ đi. Đưa cho mẹ đi. Đây nè, đem cất cái này đi nè, đem cất cái này đi. Đem cất cái đó đi. Quay đít lại, đưa đây quay đít lại mày quấn cho con cái coi. Quấn cho cái đã đời xương gió coi. Thấy chưa? Coi, cô chú coi sức mạnh của đôi tay nha cô chú. Đó, cô chú thấy sức mạnh đôi tay chưa? Ui trời ơi. Thấy không? Mẹ ngồi im là con không muốn mà. Muốn mẹ phải làm việc mà. Em mới thương mẹ lắm á cô chú ơi. Em nó muốn mẹ tập thể dục thể thao. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Coi cái mặt quay cận cảnh cái răng nó nghiến là nè đó. Mua giỏ đó. Hôm qua có cô chú nào nói lớn lên cho chay đi học giỏ kìa. Chay lớn lên là lớn thêm vài tuổi nữa mày cho đi học nhảy là đúng rồi. Nhảy nhất định là phải cho đi học nhảy rồi. Còn học giỏ thì chưa biết nữa, biết sao không? Học giỏ sợ biết sao không? Cái tay nó bị có cái gì gọi là có gì chai, chân nó chai đồ này kia vậy đó. Con gái mà tay chân chai cũng không đẹp. Rồi đem bỏ thùng rác. Đem gom cái đó dục thùng rác cho mẹ đi. Gom dục thùng rác cho mẹ đi con. Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con. Ai mượn con tử té chứ ai. Tử té phải tự đứng lên. Không có khóc. Thôi thôi. Rồi đem bỏ thùng rác cho mẹ đi con. Đem bỏ thùng rác cho mẹ. Giỏi quá. Đây, đây 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 mẹ mở cho. Đi đây là mẹ mở thùng rác ra cho. Lại đây, lại đây. Come here, JD. Here, come here. Lại đây, rồi. Bỏ vô. Good job, JD. Rồi, đi lấy cái khác. Đi lấy cái khác. Đi lấy cái khác. Đi lấy cái khác đi, bỏ vô rồi, vô rồi, vô rồi. Đi lấy cái khác đi. Tụm khác đi. Cái kia nữa, đúng rồi. Ok, come here. Lại đây. Lại đây, lại đây, bỏ thùng rác vô. Good job, JD. Ok, good job. Lại đây kia nữa, lại kia lấy nữa. Còn chỗ nào, rác chỗ nào nữa. Tự động, mình quậy là mình phải tự động. Bỏ vô. Good job, JD. Here, go, let's go. Ê, cái cây đó cây nguyên. Cái cây này cây nguyên. Lại lụm cây kia kìa, lại lụm cây kia kìa. Cái kia kia kìa, đằng kia còn cây kìa. Đó, lại lụm cây đó đó, đúng rồi. Good job, JD. Rồi để mẹ bỏ cho. Rồi đi rửa tay. Đi. Đi 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 rửa tay. Đi. Đó, cô chú ơi, chay rửa tay đây nè cô chú. Ờ giờ còn đứng gần dư lâm rửa tay nữa chứ. Đi sức lotion không? Đi. Đi đi sức lotion. Đi. Đi vô đây mẹ cho sức lotion. Vô đây nha. Vô đây mẹ cho sức. Vô đây, sức lotion vô đây nè.
Thôi đây, vô đây, vô đây. Rồi, xe tới đây mẹ cho sức lotion. Rồi, tới đây. Giơ tay ra, xe tới đây. Rồi, nè, đưa đây. Rồi, sức lotion đi. Trời đất ơi, sức lotion với ai kêu sức cái mền. Sức lên đây, sức chân nè. Sức tay nữa nè. Sức mặt nữa nè. Rồi, nè, nặng miếng nữa rồi sức đàng hoàng nha. Đưa tay đây. Rồi, sức mặt đi. Sức lotion lên mặt đi. Đó, đừng có sức miệng, bậy không à. Sức mặt đây nè, đó. Sức tay nè, sức chân nè, coi cô chú coi cái chân em bầm nè. Chân té bầm nè. Được không? Rồi, để tay ra. Lực sức lưu sinh. Sức cho mẹ đi, sức cho mẹ nữa. Tay phải khô quá, đúng rồi. Giỏi quá. Sức lên mặt con nữa nè, sức lên mặt đi. Đúng rồi, giỏi quá. Sức lưu sành dữ chưa? Cô chú thấy chưa? Trời đất ơi! Chịu đời không nổi. Sức trên trán nữa. Trán ở đâu chay à? Chay có biết trán ở đâu không? Coi tay chân đó, té đó, té bầm đó. À. Sức trên trán nè. Trán á. Rồi, ở cái chân mượt dễ sợ không? Chân dài mượt dễ sợ không? Cái chân bầm đâu? Bầm đâu, chân bầm đâu chỉ của chú ơi. Té riết đó, nữa không? Thương mẹ đề đâu? Nhúng, đưa tay ra. Đưa tay đây mẹ sức. Đưa tay lên. Rồi mẹ sức nè, phải bỏ vô nè. Rồi, sức chân đi. Đúng rồi, sức cho mẹ đi. Giỏi quá. Sướng quá, mong mốt có con gái sức lưu sành này đã dễ sợ. Sức xong chưa? Rồi xong rồi thôi, cất đi, sức hoài. Sức hoài ướp người lưu sành hoài điệu quá đi. Điệu sức con chán nữa nha. Chân, cái chân gì mà còn toàn dấu vết không à. Xuống vào không? Ủa, sức lưu sành xong xuống đó cô chú. Xong rồi đó. Đóng cửa lại hả? Thôi để cửa đó đi. Sáng giờ đánh răng chưa? Hả? Giờ đánh răng thêm lần nữa nha. Không có gì chồng ơi, đi lên đứng lên đánh răng thêm lần nữa nè. Rồi đánh răng nha. Đánh răng nha. Rồi lấy đây nha. Đánh răng cho cô chú coi đi. Đứng đánh đàng hoàng. Đánh răng một ngày mấy lần luôn chay hả? Thôi, đứng đánh răng là phải đứng ở trong nhà vệ sinh đánh chứ không có đi vòng. Này vậy thôi, đứng đó đánh đi. Coi kìa, có cái mặt kiến này, con lấy cái tay con quẹt lên dơ riết kìa, giờ cái kiến dơ hay lắm đi chay. Trời ơi, con đứng đó bao. Rồi đánh tiếp. Trời ơi, đứng một chỗ đánh thôi. Rồi đó, quậy đó. Mày quậy, mày lấy được bằng chải lên nha. Không quậy là mày lấy bằng chải lên đó chay. Cái máy tính này cứ mở hoài cái máy tính này. Đi ra đây đánh. Đi, đánh đăng đi ra đây đánh đàng hoàng. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ủa con chay đâu ta? Chay ơi. Ủa? Đang ngồi dắt dẻo trên đó đấy hả? Hả? Đang ngồi dắt dẻo trên đó hả? Thôi đi. Chay. Trời ơi, xấu quá, xấu luôn. Trời ơi, coi kìa. Trời đất ơi, coi kìa. Ủa trời ơi, cái hùng cô chú, trời ơi, cái hùng làm mờ màn hình đúng rồi nè. Thôi, đừng, con đừng làm vậy, con làm vậy không được. Ngồi xuống đi, con ngồi xuống chơi cô chú đi, ngồi xuống nói chuyện cô chú đi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Trời ơi, cô bá, trời ơi, sướng đời không?
Cái gì? Nói gì? Không được. Không được. Here. Đi, get down. Đi xuống. Get down. Ngồi xuống đây mẹ quay cái ghế chơi nè, giống như ba nè. Đi vòng quanh thế giới Ajinomoto. Phải không? Phải vòng quanh thế giới Ajinomoto không? Ý. Dính chặt chú nha. Nè, nè cô chú nè. Qua cô chú coi coi. Qua cô chú mẹ coi coi. Té nè, cho té nè. Thôi làm gì làm đi nha, giờ mẹ ra mình làm riết cho cô chú nha. Hôm nay lại một ngày ở nhà của em cô chú à. Chắc ngày mai, có lẽ ngày mai mẹ sẽ chở em đi chơi. Hôm nay là một ngày bận rộn. Trời ơi coi kìa. Thấy mà mắt mệt chứ nó không? Gọi đi xuống. Đi xuống. Xuống từ từ thôi. Xuống từ từ thôi. Đúng rồi. Đấy, mệt chứ nó chưa. Thôi, không có lực phát đó. Never stop. Thôi bye bye chay nha. Bye bye chay. Nè, con ăn sữa chua không? Con nói đi, con nói ăn chua. Chua. Ăn chua nha. Rồi. Đáng lẽ sẽ không có quay. Đó. Đáng lẽ sẽ không có quay cái này, nhưng mà tại vì thấy em nó mắc cười quá nên phải mở máy lên quay lại cô chú ơi. À, lúc mà cúp máy cô chú xong là cỡ tóc ra cho nó, tại vì nó đòi cỡ ra, mà giờ thấy mắc cười quá mà nó đòi ăn sữa chua nữa, mà hỏi ăn sữa chua không, nó nói ăn chua. À, con cho cô chú ăn á hả, trời giỏi ghê chưa, nay mẹ không kêu. Nó kêu Hà luôn kìa. À, hôm nay mẹ khỏi dặn luôn, em biết cho luôn rồi đó, giỏi dữ quá ta. Con nói đi, ăn chua. Ăn chua. Ăn chua nha. Rồi bỏ chua. Cô chú thấy đầu tóc em bé ăn chua dữ dằn chưa? Trời ơi, chút ra muỗng nữa kìa coi kìa. Coi tự động chút ra muỗng nữa kìa. Đây đây, mày đổ ra muỗng cho con ăn. Đó, rồi ăn đi. Trời ơi, nhảy nữa. Mà ăn chua không? Cô nói đi, ăn chua. Ăn chua 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 cái mỏ ra cho cô chú coi coi dễ thương không? Đó, ăn chua đi. Ui trời ơi, ăn chua. Ăn chua. Rồi ăn chua đi. Đó, cho cô chú ăn đó hả? Trời ơi, thôi ăn đi. Được rồi, cô chú cảm ơn con nha. Làm đổ hết mẹ dọn nè, thấy không? Ở đây mày nặng vô cho. Trời ơi trời đó, dính quần mẹ luôn rồi nè chay nè. Ăn chua không? Rồi nó kì kìa chay. Nó kì ngoài kìa. Mẹ ra mẹ mở cửa đó kì. Ăn chua không? Yeah. Rồi ăn chua nè. À.
ngon quá. 20 ngày 20 ăn chua. Ăn chua. Đầu tóc à. Cô chú coi đầu tóc à. Mở đầu tóc à. Su giống giống Subaru không cô chú? Con nói ăn chua. Đây nè, nói này, nói này, nói ăn chua. La quá. Để mày nặng lên, để mày nặng lên cho. Đổ, liếm, để lên.